Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có về sập giường lớn nha, với đồng hồ tủ, tủ thờ, nai đồng, để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1D đầu tiên. Đó chính là một cái đèn mang sông. Đó. Cái này thì em bao lên lửa cho cô chú anh chị mình luôn nha, hiệu Eda. Đó, cái này là hiệu Eda nha cô chú anh chị mình ha. Em bao lên lửa cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, nói chung là bao cho cô chú anh chị mình lên lửa là bình thường nha. Đó, bao đẹp luôn. À, đây, mã số 1D đầu tiên em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.700.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, 1.700.000. Mã số 2D, đó chính là một cặp đèn tượng, đó, chất liệu tượng là bằng đồng. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bầu là pha lê xanh, bầu này là 1,5 tấc nha. Đó, ống khói là liền lạc là lặn luôn. Chiều cao tượng này là 86. Đó. Chiều cao là 8,6 tấc, tượng là chất liệu bằng đồng, rất là đẹp luôn. Một cây là 5.500.000, cặp này là 11.000.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cặp này là 11.000.000. Đó. Mã số 3 và số 4. Đó, tới cặp đèn đồng nha cô chú anh chị mình nha. Đó, những cây đèn đồng của Pháp xưa nha. Đó, bầu này hơn nửa lít dầu. Đây. Chiều cao của nó luôn là tầm khoảng có 4 tấc. Đó, đồng giá tiền như quý cô chú anh chị mà luôn, 1.500.000 một cây, bao ship toàn quốc nha. Mã số 3 và số 4. Mã số 5 và số 6, đèn gốm sứ nha. Đó, cũng liền lạc là lặn luôn. Chiều cao là 45. Đồng giá tiền như quý cô chú anh chị mình luôn nha, 1.400.000 một cây, bao ship toàn quốc. Đó, những cây này thì em bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 7, một cây đèn bầu pha lê xanh. Đó, chân Nga Timon khúc đá cẩm thạch nha quý anh chị mình ha. Đây là đá nha quý anh chị mình nha. Đó, liền lạc lành lặn, tim ống khói đầy đủ, chưa vệ sinh luôn. Bầu này là 1,5 tấc nha, 1,4 tấc. Bầu này là bầu 1,4 tấc. Đó, nguyên si lành lặn. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.500.000, bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 8 và số 9. Đó, số 8 là đá đỏ, bầu là pha lê dễ dàng, chân đồng đá đỏ nha. Đó, chiều cao là 64. Đây, chân Nga Timon, mã số 9, chiều cao là 58. Đó, cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn có giá là 3.200.000. Cây mã số 9 là 2.500.000, bao ship toàn quốc nha. Một cây 2.500.000, một cây 3.200.000. Đó, cặp đèn gốm sứ. Đó, đây, vẽ sơn thủy nha, rất là đẹp. Đó, vẽ sơn thủy cho cô chú nhà mình ha. Đó, cặp này là 1.000.000, bao ship toàn quốc gốm sứ, bầu này đựng 1 lít dầu. Mã số 11, chân Nga Timon. Đó, bầu là vẽ tay, đường kính bầu là 1,4 tấc. Chiều cao của nó luôn là 52. Mã số 11. Đó, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 2.500.000, bao ship toàn quốc nha. Đây, tới những cái nón Pháp xưa. Đó, mã số 12. Nón này thì nó có lũng 1 lỗ, 2 lỗ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây là 1.800.000, bao ship toàn quốc, xây này là xây chung. Đó, 1.800.000. Mã số 13. Nón này nó tét một đường của chú anh chị mình chân đề co, vẫn đẹp luôn nha. Đó, nón này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.400.000. Đó, 1.000.000 là bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 14D, đó là một cây kèn. Đây, rất là đẹp luôn nha. Chiều cao của nó luôn là 32, 600.000, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 15, một cây bằng ủi bằng đồng. Đó, bằng ủi con gà đồng nha quý anh chị mình ha. Gà đồng, cán đồng, nguyên con bằng đồng, chỉ có cán cây thôi. Đó, bao đẹp luôn, đầy đủ linh kiện hết trơn, bao đánh bóng và bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn, 3.500.000. Đặc biệt là cái bằng ủi này là 7kg nha, em bao là 7kg. Đó, 7kg đồng. Mã số 16D, đó chính là một cây cân giá chất liệu bằng đồng nha. Cây này còn rất là đẹp luôn. Đường kính giá cân là 2 tấc. Đó, dây xích, khoen, móc khóa đều là bằng đồng hết, đường kính giá cân 2 tấc.
900.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Một cái bằng là mã số 17. Đó. Đây rất là đẹp luôn, cũng giá là 900 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 18 đó chính là một bình chim chỉ. Chiều cao là 2 tấc, bình này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600.000 bao ship toàn quốc nha. Đây mã số 19. Đó, bình này cũng khá là đẹp luôn nha. Giá cũng là 600 luôn, bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đây, một cái thao gốm sứ tàu xưa, còn một cái một nha, tô son dễ dàng rất là đẹp luôn. Đó. Chỉ duy nhất chỉ có một cái thôi, không kể lời lỗ. Đó, một ngày hôm nay. Đó, giá là 2.6 triệu bao ship toàn quốc nha, để em đo thử coi nha. Đường kính phủ bì là 44, lọt lòng là 34. Đó. Đây giá là 2.600.000 bao ship toàn quốc luôn. Đây tới một con nai đồng. Đó. Đây một cặp cho quý anh chị mình ha. Đó, cặp này là bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Liên lạc lành lặn luôn nha. Một con là 11kg, một con là 10kg. Cặp này là 20kg, 20kg đồng. Hàng này là trong bụng nó bọng nha quý anh chị mình nha. Đó. Trong bụng là nó bọng, cái này là em chà cặp sừng ra nè, đồng vàng rất là đẹp luôn. Cao là 88 phát phát nha. Từ đầu cho đến đuôi luôn là 6 tấc. Đó, chiều dài. Quanh bụng của con hươu này, nay này á, là 44, liền lạc là lặn luôn. Mã số 21D bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 12.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Mã số 21. Mã số 22 đó chính là một cái đồng hồ tủ nha. Chất liệu của nó mặt đồng hồ và những cái quả lắc, quả tạ đều là bằng thau hết. Đó, đây là nhãn hiệu của chú anh chị mình có thể sạch lên Hero nha. Đó, còn máy này thì đóng dệt manin, mặt này đóng dệt manin nha quý anh chị mình ha. Đó, hàng này thêm bao chuẩn đồ, đúng đồ, dệt manin nha, hàng dệt manin. Bao đẹp cho quý anh chị mình luôn, 12 rong, 12 búa. Đó, kim dây có đầy đủ, lịch sao chăng có đầy đủ nha. Đó, cây này là không chê được chỗ nào nha quý anh chị mình ha. Tuổi đời thêm bao trên 30 năm, dưới 30 năm, em tặng cho quý anh chị mình luôn. Hàng này là đồ là gin 100%, nếu mà đồ này like, em cũng tặng cho quý anh chị mình luôn nha. Nếu mà like bất cứ cái gì. Cao của nó luôn á là 21. Đó, cao là 2 tấc 4 cho quý anh chị mình ha. 12 gông, 12 búa. Đó, gông này gông dài quýnh hay dữ lắm, hay nha quý anh chị mình ha. Đó, bề ngang lớn nhất là 6 tấc. Bề ngang nhỏ nhất là 5 tấc. 12 gông, 12 búa, âm thanh chất lượng luôn nha. Đó, máy là máy lớn. Đó, hàng này đúng dệt manin nha cô chú anh chị mình ha, hàng dệt manin. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 24 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tuổi đời em bao trên 30 năm nha, máy là đóng trong dệt manin, mặt đồng hồ cũng đóng dệt manin đàng hoàng nha cô chú anh chị mình ha. 24 triệu, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Mã số 23 đó chính là một cái tủ thờ chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Cái tích của nó là bá huệ, cái chân là bá huệ tôn. Cái tích của nó đó là thập nhị tứ hiếu. Đó, để em đo bề ngang thử coi nha. Đây. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 1m4 nha. Nhỏ nhất của nó luôn. Nhỏ nhất của nó luôn là 1m3. Đó. Chiều sâu vô lớn nhất của nó luôn là 7 tấc, chiều sâu vô nhỏ nhất của nó luôn là 6 tấc. Đó, cẩn ba mặt. Đây, cái tích là thập nhị tứ hiếu nha. Chiều cao là 1,5 m. Hàng nguyên si lành lặn, bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Đó, không sức một con ốc nào hết. Đó, ốc này thì em bao là ốc màu đàng hoàng, màu rất là đẹp cho quý anh chị mình ha. Không có sơn, không có tẩm màu. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 55 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, đây tủ thờ. Đây, mã số 24 tức là một cái sạch bộ ngựa 3 tấm. Đó, độ dày của nó luôn là hơn 5 phân. Đó,
Đây, chiều dài của nó luôn là 2m, 2m56, 2m56 nha. Đó, dài là 2m56. Bề ngang của nó luôn là 1m48, bề ngang là 1m48 nha. Đó, tuổi đời thì em bao trên 90 năm. Đó, cái, đó, bộ ngựa này là tuổi đời em bao trên 90 năm nha. Rất là đẹp luôn. Chân là bá huệ tôm, rất là dày nha quý vị mình ha. Cái chân này của nó luôn là khoảng dày khoảng có 5 phân, hơn 5 phân. Rất là dày, rất là nặng. Đó, tuổi đời em bao trên 90 năm nha. Đó, thứ nhất, thứ hai cái nữa là chất liệu gỗ mặt trên này là bằng gõ nha quý vị mình ha, gõ đỏ miền Tây ha. Đó, bao hàng cho quý vị chị mình luôn. Không đúng hàng trả lại cho em, không mắc 1.000 phí ship. Đó, em bao chất lượng gõ cho gõ cây cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, đây à, cái bộ ngựa này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 55 triệu. 55 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, là 1.000 cây số nha. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Diệu rất nhiều. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.